háo hức nhưng xen lẫn thận trọng. Đây là tâm lý chung của người tiêu dùng thế giới trong mùa lễ hội cuối năm 2023. Tôi chỉ mua vài món quà bọn trẻ thích nhất cho đỡ lãng phí. 4 trên 10 người được hỏi cho rằng họ có thể sẽ mua sắm ít hơn như một cách tiết kiệm đơn giản nhất. Bán lẻ truyền thống hay thương mại trực tuyến sẽ lên ngôi trong bối cảnh chi tiêu tiết kiệm hiện nay. Anh Quang, tôi thấy là bây giờ đầu tháng 11, có nghĩa là chúng ta còn khoảng 2 tháng nữa là mới tới Tết Dương lịch và khoảng 3 tháng nữa thì mới tới Tết âm lịch. Có quá sớm hay không thì chúng ta nói tới cái cụm từ là mùa mua sắm cuối năm ngay lúc này ạ. Vâng, nghe qua thì chúng ta thấy là vẫn còn quá sớm đúng không ạ? Vẫn còn khá sớm. Nhưng tại một số quốc gia thì ngay từ bây giờ thì nhiều người tiêu dùng đã bắt đầu bước vào mùa mua sắm, do anh Hữu Chí ạ. Một ví dụ tiêu biểu như ở đây là có thể là Mỹ. Khi mà lễ hội Halloween cũng vừa mới kết thúc thôi, thường được xem là bắt đầu cho mùa lễ hội cuối năm tại nước này. Và năm nay thì dịp lễ Halloween thì cũng đã cho thấy những hoạt động chi tiêu khá là mạnh mẽ. Theo Hội Bán lẻ Quốc gia của Mỹ thì người tiêu dùng nước này dự báo là đạt mức chi tiêu hơn 12 tỷ đô la Mỹ trong mùa Halloween 2023, tức là tăng hơn 2 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tính trung bình thì mỗi người dân Mỹ đã chi hơn 108 đô la Mỹ cho ngày Halloween, phá kỷ lục từ trước đến nay. Không chỉ cho ngày lễ Halloween đâu ạ, mà theo khảo sát của Bankrate.com thì có tới trên 50% người tiêu dùng được hỏi cho biết đã và sẽ bắt đầu cho mùa mua sắm ngay từ sớm vào cuối năm nay. Có vẻ như là rất nhiều người tiêu dùng Mỹ họ vẫn đang rất là háo hức để gọi là rót hầu bao cho một cái mùa lễ hội, mùa mua sắm cuối năm. Nhưng có vẻ như điều này thì tôi thấy là nó cũng khá là trái ngược, bởi vì tôi thấy là Mỹ hay là một vài quốc gia khác họ cũng đang phải đối mặt với cái tình trạng lạm phát cũng khá là cao, anh Quang ạ. Dù chúng ta lại nghe qua thêm một cái mệnh đề, đúng không? Một cái vấn đề là rất là có thể phi lý ở đây, đúng không ạ? Lãi suất thì vẫn đang là dai dẳng, lãi suất thì cao, đúng không ạ? Lạm phát thì dai dẳng trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên thì đằng sau cái xu hướng này thì cũng có những cái lý do khác nữa. Và chúng ta hãy cùng kết nối với phóng viên Lê Tuyển từ Trung tâm Tài chính New York để có những phân tích rõ hơn về vấn đề này ạ. Xin chào anh Lê Tuyển ạ. Dựa theo số liệu ngày lễ Halloween vừa rồi thì lạm phát hay là lãi suất cao dường như là không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý mua sắm của người tiêu dùng Mỹ trong mùa lễ hội tại đây. Tại sao lại như vậy ạ? Có nhiều lý do. Đầu tiên là thói quen chi tiêu. Lễ Tết là dịp mà người Mỹ mua quà tặng nhau rất nhiều, nên chi tiêu vào dịp này là việc không đừng được. Rồi cuối năm thì các hãng cũng có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá sâu, khiến cho người tiêu dùng dù có tiết kiệm mấy thì cũng khó có thể cưỡng lại. Theo hãng Adobe thì năm nay trung bình các hãng sẽ giảm giá tới 35% ở hàng chục danh mục hàng hóa khác nhau. Và lý do thời sự nữa là số người có việc làm mới ngày càng tăng. Có việc có nghĩa là có thu nhập để chi tiêu, chỉ có nghĩa là chi tiêu lúc nào cho hợp lý hơn mà thôi. Lạm phát cao, lãi suất đi vay tăng đã khiến cho cả năm phải dè sẻn rồi. Vậy nên tiết kiệm quanh năm, tiêu mấy ngày lễ cũng là cách để giải tỏa tâm lý với nhiều người vào lúc này. Xin mời trường quay. Vâng, đúng là tiết kiệm giảm giá lên tới trung bình là 35% thì đúng là tiết kiệm quanh năm, thiếu mấy ngày lễ cũng là điều dễ hiểu, đúng không anh Lê Tuyển, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ còn trở lại với phóng viên Lê Tuyển sau ít phút nữa. Trong khi người tiêu dùng thì đang háo hức, tuy nhiên thì mùa lễ hội cuối năm bao giờ cũng sẽ được dự báo là mang đến nhiều thách thức cho hầu bao của những người đi mua sắm, không chỉ tại Mỹ đâu mà cả nhiều quốc gia khác, khi mà tình hình lạm phát vẫn còn khá là dai dẳng. Tại nhiều cửa hàng ở Mỹ lúc này đã bắt đầu có những trang trí Giáng sinh và biển hiệu chương trình giảm giá cuối năm. Và số khách hàng tìm đến những mặt hàng trong mùa cuối năm cũng bắt đầu tăng. Nhưng cũng có không ít người vẫn đang ngắm nghía, chờ đợi các đợt khuyến mại tốt hơn cho các món đồ mà mình quan tâm. Tôi liệt kê vài món đồ cụ thể mình muốn mua và tìm chương trình giảm giá cho chúng. Tôi chỉ mua vài món quà bọn trẻ thích nhất cho đỡ lãng phí. Dù đã sẵn sàng móc hầu bao sớm cho các món đồ dịp lễ hội, nhưng lạm phát chắc chắn vẫn là một yếu tố khiến nhiều người phải cân nhắc. Theo các khảo sát của Bankrate.com, khoảng 1/3 người tiêu dùng tin rằng lạm phát sẽ tác động lên lựa chọn mua sắm cuối năm, và 23% cho rằng mua sắm lễ hội gây áp lực với ngân sách chi tiêu của họ. 4 trên 10 người được hỏi cho rằng họ có thể sẽ mua sắm ít hơn như một cách tiết kiệm đơn giản nhất. Không chỉ tại Mỹ, châu Âu cũng chứng kiến người tiêu dùng vừa háo hức vừa thận trọng với mùa lễ hội cuối năm. Một dự báo gần đây cho thấy
doanh thu bán lẻ trực tuyến mùa lễ hội khu vực này sẽ chỉ tăng khoảng 3% trong năm nay so với mức tăng trưởng ấn tượng của năm trước. Lượng người có kế hoạch đi du lịch cũng giảm nhẹ trong quý cuối năm. Nhiều người đang tiết kiệm để ứng phó với khả năng nhiên liệu và thực phẩm đắt đỏ hơn trong mùa đông. Họ sẽ thận trọng hơn cho chi tiêu mùa lễ hội và tìm kiếm những đợt khuyến mại hợp lý nhất có thể. Trong bối cảnh nhiều thách thức, nhưng giới thương mại điện tử vẫn có thể hài lòng về mùa lễ hội năm nay. Các dự báo tại Mỹ và châu Âu đều cho rằng bán hàng trực tuyến sẽ là động lực hàng đầu cho tăng trưởng ngành bán lẻ trong dịp này, nhờ việc các ông lớn đều tung ra nhiều chương trình khuyến mại lớn, đặc biệt là xung quanh ngày thứ sáu đen, Black Friday. Vâng, có thể thấy là chuyện săn sale trên các nền tảng thương mại điện tử thì đã quá phổ biến trên toàn cầu rồi. Và nhiều người họ lựa chọn cách này để có thể chọn được nhiều món đồ hơn. Đôi khi là còn có một cái mức giá mà nó hời hơn so với việc là chúng ta đi mua trực tiếp tại những cửa hàng nữa. Rồi đặc biệt là cuối năm khi mà đông người thì chắc là cũng đỡ chen lấn hơn đúng không ạ? Vâng, đã nói đến thương mại điện tử đúng không ạ? Thì chúng ta không thể không nhắc tới quốc gia láng giềng của chúng ta là Trung Quốc đúng không ạ? Khi mà giai đoạn cuối năm cũng trùng với dịp lễ hội mua sắm trực tuyến nhộn nhịp nhất tại nước này, thậm chí là toàn cầu, đó chính là lễ độc thân ngày 11 tháng 11. Theo Reuters thì gần đây các nhà bán lẻ truyền thống thì đã phải chạy các đợt giảm giá ngày độc thân ngay từ tháng 10 với mức khuyến mại sâu không kém nhằm cạnh tranh với các ông lớn về thương mại điện tử. Dù vậy thì các hình thức khuyến mại đa dạng cùng với số lượng hàng hóa khổng lồ thì các nền tảng mua sắm trực tuyến vẫn được kỳ vọng là sẽ dẫn dắt các lĩnh vực tiêu dùng tại Trung Quốc và đóng góp vào đà tăng trưởng của nền kinh tế số 2 thế giới trong quý cuối cùng của năm nay. Nền tảng Tmall của Alibaba mở màn các chương trình khuyến mãi vào lúc 8 giờ tối 31 tháng 10, dự kiến sẽ thu hút khoảng 1 tỷ người tiêu dùng trong lễ hội năm nay. Hơn 71.900 thương hiệu đã vượt doanh số so với cùng kỳ năm ngoái trong ngày đầu. Giá của hơn 80 triệu sản phẩm phổ biến sẽ ở mức thấp nhất trong năm nay. Còn nền tảng JD.com, số lượng giao dịch tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ trong 10 phút đầu tiên của lễ hội. Doanh số mỗi thương hiệu như iPhone, Huawei, Oppo, Media, Haier chỉ cần 10 giây đều đã vượt 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 13,7 triệu đô la Mỹ. Pinduoduo, một nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng với các sản phẩm giá rẻ, bán iPhone 15 Pro thấp hơn 2.000 nhân dân tệ, tương đương 6,7 triệu đồng so với giá bán lẻ của Apple. So với năm trước, năm nay các nền tảng thương mại điện tử bán giá thấp bằng cách trực tiếp giảm giá và phiếu mua hàng giảm giá, ưu tiên chất lượng dịch vụ, hỗ trợ cho các nhà bán lẻ nhỏ. Đây cũng là dịp để các nhà bán lẻ trực tuyến ra mắt các sản phẩm mới, nâng cấp chuỗi cung ứng để chinh phục thêm những người mua sắm trẻ. Doanh số bán lẻ 3 tháng đầu năm nay của Trung Quốc tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Phải đến ngày 11 tháng 11 mới có những con số thống kê cụ thể, nhưng nhiều chuyên gia nhận định lễ hội mua sắm độc thân năm nay có thể đạt được doanh số bán hàng kỷ lục. Theo khảo sát của một tổ chức uy tín quốc tế, gần một nửa số người tiêu dùng được khảo sát cho biết năm nay sẽ chi tiêu nhiều hơn. Hơn 2/3 số khách hàng được khảo sát năm nay sẽ chi tiêu hàng nội địa. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Đó là câu chuyện từ Trung Quốc. Vậy với Mỹ, liệu nền kinh tế số 1 thế giới thì có thể kỳ vọng lớn từ làn sóng mua sắm cuối năm hay không? Chúng ta hãy cùng trở lại với phóng viên Lê Tuyển từ Mỹ ạ. Anh Lê Tuyển, các chuyên gia đánh giá như thế nào về triển vọng kinh tế Mỹ từ tác động của mùa mua sắm cuối năm nay ạ? Hãng kiểm toán Deloitte dự tính năm nay 95% người Mỹ sẽ tham gia vào các hoạt động mua sắm dịp lễ, cao hơn hẳn so với những năm vừa qua. Mỗi người dự định cũng sẽ chi vào khoảng 1.600 đô la, tương đương khoảng 39 triệu đồng. Đặc biệt là sau Covid thì xu hướng mua sắm trực tuyến cũng ngày càng lên ngôi. Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ ước tính là chi tiêu năm nay sẽ tăng lên mức cao nhất từ trước tới giờ và có thể cán mốc là 966 tỷ đô la chỉ trong 2 tháng là tháng 11 và tháng 12, nghĩa là hậu Halloween. Mà chúng ta biết thì chi tiêu tiêu dùng là động cơ đẩy của nền kinh tế Mỹ nên các tổ chức tài chính và kinh tế đều đang phải điều chỉnh tăng các mức dự báo về tăng trưởng kinh tế Mỹ. Tôi xin được trích ví dụ đánh giá của tổ chức Conference Board như sau. Chúng tôi dự báo GDP thực của kinh tế Mỹ sẽ tăng 2,2% trong cả năm 2023. Chi tiêu tiêu dùng đã giữ nhịp tốt trong năm nay, bất chấp lạm phát leo thang và lãi suất cao. Xin mời trường quay. Vâng, cảm ơn anh Lê Tuyển với những phân tích vừa rồi ạ.
Có thể nói là dù giai đoạn mới chỉ là khởi đầu thôi, nhưng mà giai đoạn mua sắm cuối năm đang mang đến nhiều kỳ vọng cho các nền kinh tế lớn trên thế giới. Và liệu rằng người tiêu dùng có sẵn sàng vượt qua được những thách thức từ lạm phát rồi lãi suất để tìm kiếm những món đồ ưng ý của mình hay không, thì đó sẽ là ẩn số chưa được giải trong giai đoạn lễ hội năm nay.